Rồi, nay có thấm siêng năng với ta. Ủa đi đâu sáng giờ kiếm quả gặp vậy? Thì đi xuống dưới sông coi mấy đứa câu cá với chứ đâu. Chảnh quá, tối ngày đi gặp sống ngoài đường. Mấy xe đường không phiêu giờ cửa trơn á. Tới giờ đi đáng tới dùm xe nè. Thì rửa giùm anh đi, có gì đâu trời. Nước rửa người ta ở nhà người ta bắt tẹt 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 còn nhà mình nữa nè. Vậy chứ nước cây mà sao mạnh được. Đi như ông. Có liên quan gì trời. Muốn mạnh thì để họ tôi chế cho cái đồ xịt giữa. Chế liền chứ đợi hồi nữa hả? Ừ, chế nhưng mà xịt gì là hao nước chứ lắm luôn nè. Ok kìa. Đèn gì nước hao rồi, bữa nay đóng tiền nước, mấy nay đóng tiền nước là nhiều là do em không đó. Chứ em gọi nó nói nữa. Đi tắt nước đi một hồi hết nước bây giờ này còn đứng đâu cãi nữa thiệt tình á. Kìa cha kìa. Trời ơi. Rửa con chiếc xe là tốn tiền nước chắc 50 ngàn luôn quá à. Đi đi rửa tiệm một xíu hơn á. Đi chế đi cho người ta xịt cho lẹ nè. Rồi, để chế liền. Ok. Rồi. Ủa? Lấy chai xà bông gì vậy? Thì chế đồ xịt cho em nè, đồ đó. Chị trời, kêu chế đồ xịt chứ đâu, kêu chế chai xà bông đâu. Chế cho hết chai xà bông của em luôn đi. Đúng rồi đó, chắc phải hết chai xà bông này đó. Trời ơi. Đây, này bây giờ nè, quay lại đây gần nè, cho thấy nè. Rồi, hộp lộn luôn đi nè. Giờ cắt chai xà bông em luôn, chẳng lấy rồi, cắt luôn nè. Ê, làm gì vậy? Cắt ra anh làm đồ kia. Cắt nó hư rồi sao? Cắt hư cái này mình được cái khác. Ừ, vậy người nhắm được không trời? Cắt hư cho sò bông của người ta luôn rồi đó. Được chứ em. Đây, thấy vậy chứ nó có công dụng nữa, nằm ở cái đầu này nè. Đây, cái đầu này, cái này xin nè. Đây, cái đầu này là rất là công dụng nha. Đây, giờ sò bông đây hỏi cho mình. Chế vô, hy sinh cho ông đi. Chế vô. Hy sinh hỏng hỏng xong là hy sinh luôn anh luôn á. Bậy, sao hy sinh anh được, quýnh anh á chứ làm gì. Đây bây giờ mình cắt đó nha. Nếu nhà nào mà nhà nào mà mấy bạn xài cái ống bự hơn á thì mình trồng vô luôn. Còn nhà mình đang xài nhà rồi. Mình ống nhỏ quá à, cho nên mình sẽ sọt vô đây luôn. Ê gì, nước ở đâu đủ đâu rồi hả? Nước chảy nhiều sao không? Em tết đang làm mà, một hồi em sẽ thấy. Đây bây giờ mình cắt thêm cái xe. Rồi đừng nói tháo bánh xe vòng trong nhà ra lấy cái guộc nha. Đúng rồi, xe anh đâu có xài guộc đâu, cái guộc này bỏ rồi. À rồi, tính đâu hy sinh thêm cái một cái bánh xe nữa chứ. Cái xe trong xe em á. Cái gì? Người tháo bánh luôn chiếc xe em luôn hả? Anh đâu bánh, lấy guộc mà đâu có bánh. Rồi sao chạy được? Thì mua guộc máy vô. Chị tới. Chứ sao? Cái xe không được sao chạy? Cái ông nội này. Đây, xong rồi nha. Rồi. Nó thiệt giỡn vậy trời. Bây giờ cái này xích lại đây là chân chắc nè. À bây giờ của do cái ống này nó nhỏ hơn nên chắc mấy cái khía này nè. Đó mày đã biết. Đó em biết anh chắc mấy cái gì chị? Ai biết? Cũng như không. À. Cắt gì vậy? À cắt cho nó có khía chứ gì? Cắt cho đứt chứ chị. Ừ thì cắt cho đứt. Gì cũng hỏi nữa. Dạ chứ không phải đâu. Chứ làm cái gì? Đây cắt cho khía nè. Đặng hồi khi mà ốp cái này vô đây nè. Đúng không? Ừ. Đây nè mình sọt cái này nè, sọt cái này. À là nó hít vô luôn hả? Đó, sọt cho bằng cái đây luôn nha, cho nó chắc chắn nha, sọt bằng cái đây luôn nè. Đặng hồi mình dặn này lại, đúng không? À. Ok, rồi bây giờ. Làm gì nữa? Siết nó lại. Đơn giản lắm, nhà nó có là siết được à. Em vậy? Vậy à. Chắc mấy thợ rửa xe chắc chữ em chết luôn à. Sao vậy? Vậy chứ chỉ người ta rửa xe rồi rửa nhà hết rồi lấy ai đi rửa tiệm nữa. Rồi siết chắc... nha, dùng lực siết nha, cái này dùng lực siết chắc cho nha. Đó. Ủa quắn dữ vậy hả? Đúng rồi. Đây quắn chặt vô. Chặt vô. Do chứ xiết cái lưỡi lê xuống này. Xiết còn hơn cái đòn bánh tét nữa. Đó. Rồi một lát thì em thấy nó mạnh, em thấy như là ở tiệm luôn. Rồi không biết mạnh không nữa. Mạnh chứ thấy quắn quá chịu quắn luôn. Rồi. Nếu mà có cái ấy thì rồi buộc lại đi. Có cái gì? À băng keo đen hả? Ừ, dây kẽm được. Anh không có dây kẽm anh xài băng keo đen. À nó quắn cho nó dính lại rồi lỡ nó xước ra sao? Sao sức được, chạy đen hay gì chứ đâu, sức nó đâu có chịu lực, nó chỉ vịn ra thôi. Nó chỉ vịn cái miếng nó đừng cho chạy ra thôi, chứ còn miếng kia mình siết rồi, cái miếng này nó chỉ vịn ra thôi.
không liên quan gì hết á, cái này không, cái đèn không liên quan chứ. Ờ quấn cho chặt vậy luôn ha. Đúng rồi, quấn cho nó dính rồi. Dạ. Rồi. Ok. Tại sao mà sẽ sử dụng cái này phải không? Không. Kem xịt đúng không? Đúng. Kem mở ra em xịt rồi em đóng lại không có chạy như nãy. Đây, để bỏ vô. À, hay vậy ta. Ra nước đâu? Đúng à, không? Đỡ tiết kiệm hơn, đỡ tiết kiệm nữa ta, tiết kiệm nước. Người có xà bông xong không? Cái em mở lại. Đó. Ê, giống tiệm sửa xe rồi đó anh. Tiệm sửa xe nó cũng xịt giống vậy đó. Xịt thoải mái không? Tại này nước là nhất định nó phải biết nè. Chứ chưa mở nó mất. Ê, hay vậy? Rồi. Đó, cái cây họ sẽ làm một cái cây kia còn nữa. Làm thêm một cái tưới cây nữa hả? Đúng rồi. Nó dễ gì rửa xong không? Cái giờ muốn lấy xà bông. À hả. Rồi, dạ, rửa xong cái xịt nữa. Trời. Đâu, hãy mua cái quan thì cũng được, nhưng mà mất công mình mua cái này nè. Nó đơn giản thôi chỉ tốt, chai xà bông mua về xài xong gần hết thì mình lấy cái đầu này thôi. Đúng rồi. Rồi cái xịt đó nè. Do nước máy lúc mạnh lúc yếu mà mình cũng biết đâu nào. Đúng rồi, nước máy nhà mình lúc mạnh lúc yếu. Rồi bắn. Đúng rồi. Hay vậy ta. Rồi đó anh. Rồi bây giờ muốn làm cái đồ ấy không? Cái đồ ấy là cái đồ gì? Tưới cây. Tưới cây. Rồi, làm gì? Trời, chỉ cần đè lại là khỏi cần dặn qua nước giống em nãy bắt chạy tới chạy lui rồi. Mà tưới cây á, nó pha hai cái đồ khác. Hay luôn cái đồ khác hả? Rồi lại sắp về chai qua nè. Có chai đó. À, là mình sử dụng những cái chai nhựa mà tái chế ha. Rồi. Đây. Rồi làm gì nữa? Chỉ cần hai cái nắp này vô thôi. Ủa? Bây giờ anh sẽ đi đâm mấy cái lỗ một cái. Em tính ủa đúng không? Ủa gì bây giờ nè, bây giờ anh vô. À. Đâm cái lỗ này một cái. Bây giờ em ngưng thì em vô đâm cái. À. A few moments later. Thì nãy giờ em vô mình xuyên mấy lỗ rồi nè. Nè, camera thấy vậy thấy chưa? Rồi. Đó, nãy em vô xuyên mấy lỗ rồi, thấy không? Tại xuyên không được đẹp thôi. Có số 17 luôn. Trời ơi, có số đó đúng là người dân này. Dân chuyển lại. Có làm gì anh đi đâu nữa vậy? Làm gì? Đi tới cây hả? Đúng rồi. Trời ơi, đây. À, như cái dầu sen luôn nè. Đúng rồi. Trời ơi. Vậy là em tưới cây tết được chưa? Hay làm gì em tưới cây tết ngon không? Ngon quá. Bãi này được hỏi làm cho em tưới bông rồi bao rồi. Mà giờ không còn cây nào nữa. Anh thấy củ phạm bằng bông rồi nè. Giết nó. Đó. Đang bông của em đó. Rồi, em tưới gì thấy ngon lành không? Đó. Quá đơn giản đúng không? Lấy nó vô hầm xả ăn đi. Đó, rồi, cái dầu xe. Nhưng mà cái dầu này ngược lại chỗ thì do cái nắp này nhìn không phải của nó. À, thành ra nó không có nó chỉ nước nè. Nhưng mà tưới cây thì nó đâu có liên quan này, cứ chảy chút xíu không sao. Nhưng mà nó thấy vậy là im rồi đó, em thấy im rồi đó. Đúng rồi, giờ nè. Còn trời mình, ơi. Muốn ấy mình tắt cho mình đổi rồi. Đấy. Có anh chồng nhờ được rồi. Nè, nhưng muốn tắt không? Đó đây tới giờ này cái tắt cái mình tháo ra đi. Xong mình đổi rồi đi vô. Nhớ mở nắp trước rồi thôi dội dội sao mở nắp này trước. À. Ôi ôi mày. Hay quá ta. Xong rồi mình tắt. Đơn giản. Tuyệt vời. À, đơn giản. Cho em thử coi. Không mất tiền rồi thử đi. Cho em thử coi. Hả? Vô đây thành trọng. Nãy giờ. Trời ơi, thử đồ mới đồ. Này, xịt xe không? Đúng rồi. Nè, coi nào, coi nào. Bà mở xịt đây. Nè, xịt mạnh. Tại nước thôi chứ cái này thấy cũng im rồi đó. Nó... Ê, mạnh lắm, tại là do nhắc này nhiều người xài á. Nhắc này như 10 mấy một giờ là nhiều người xài đó. Nấu cơm đó. Cái này bắn vậy cũng đủ mạnh rồi đó, cũng đỡ đỏ rồi đó. Bà bắn người tới với tường luôn á, chứ dẫn đâu. Đó. Bắn rồi tới tới cây ngoài kia không? Đảo vậy? Rồi được rồi, phá ướt nhẹp ướt. Thôi 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 dẹp 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 dẹp. Đang rửa xe dư nước quá ha. Xe sạch rồi đó. Thôi gì rửa đi. Chưa chân sạch gì rửa đi. Anh rửa đi chứ. Thôi em rửa đi. Thôi à dì anh vô anh nấu cơm cho. Tắt đi, tắt đèn mạnh vô. Ok à, úi trời, chơi trời lắm. Nó không ấy đâu. Đúng rồi, kính mít này không có xì miếng luôn nào.
nhà nào hay có giò nước giống mình mà xe tưới cây đồ không mạnh á, làm cách này cho mình nha, bảo đảm với mấy bạn là xịt bao mạnh luôn. Như vậy nào, khỏi cần phải đi mở đi đóng nữa không? Cái này là không à, anh nhớ là chéo nhẹ nó xịt xịt được đó, đó. Để giờ anh tưới cây rồi nó xịt nhẹ, tưới cây cái cảnh nhẹ thôi. Đúng rồi, đúng rồi, nó có nhiều mất á. Thì thôi mình kết thúc video tại đây nha, nếu mà thấy clip mình hay thì nhớ ấn like cho mình nha. Vú bye bye nước không à, thôi, 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 thôi.